Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại là Hoàng Đức đứng trên đường Phạm Đăng Lưu và ngã ba Thích Quảng Đức hả các bạn. Hiện tại là 14 giờ 9 phút ngày 18 tháng 1 năm 2022. Thì Hoàng Đức xin mời cô chú anh chị mình cùng theo chân Hoàng Đức di chuyển vào con đường Thích Quảng Đức này nha các bạn. Đây là ngã ba, trước mặt là mình đi lên đường Hoàng Văn Thụ được, còn bây giờ mình rẽ vào đường Thích Quảng Đức hả các bạn. Phía bên trái của mình đây thì có một cái bồn nước lâu rồi nha các bạn. Bên phải của mình đó là phường 5 quận Phú Nhuận và bên trái đó là phường 4 quận Phú Nhuận các bạn. Con đường Thích Quảng Đức này thì bắt đầu từ đường Phan Đăng Lưu như là ra tới đường Nguyễn Kiệm luôn các bạn. Đây là thuộc phường bên phải mình là phường 5 quận Phú Nhuận, cũng như bên trái đó là phường 4 quận Phú Nhuận ha các bạn. Bây giờ thì Hoàng Đức xin mời cô chú anh chị cũng như các bạn mình theo chân Hoàng Đức để di chuyển tiếp cái con đường Thích Quảng Đức này nha. Mình coi tham quan những cái cảnh quan như thế nào của cái con đường Thích Quảng Đức. Dạ thì hiện tại thì đường Thích Quảng Đức này phía từ Phan Đăng Lưu vô thì cấm giờ xe ô tô hả các bạn. Từ 6 giờ đến 22 giờ hả các bạn. Chỉ có đi được từ Nguyễn Kiệm trở ra được Phan Đăng Lưu thôi. Thì bên phải của chúng ta đây thì có một ngôi chùa. Không biết là chùa gì đây. Dạ. Chùa Quan Thế Âm hả các bạn. Chùa Quan Thế Âm. Và lên một đoạn nữa thì chúng ta có cái ngôi trường trung học cơ sở Độc Lập. Ở đây thì nói chung là cũng mua bán làm tóc nè, rồi sửa xe, phụ tùng xe đầy đủ luôn ha. Đây cũng có phòng khám Medic. Còn đây là Thánh Thất Từ Vân, bên tay phải của chúng ta. Còn bên trái là con đường Lê Tự Tài. Con đường này sẽ đi vào được chợ Nguyễn Đình Chiểu ha. Bên trái của phải của mình là chùa Giác Thành. Đi vào một con hẻm là gọi là chùa Giác Thành ha các bạn. Thì trước mặt mình đó là một cái barrier của đường rầy xe lửa chạy Bắc Nam cắt ngang qua đó các bạn. Còn bên phải mình đây là không biết con đường hay không, không thấy không có con đường hả các bạn. Bên phải mình đi vào một chút xíu nữa mình rẽ phải trái, bên tay trái sẽ có là chùa chùa Hoàng Pháp đó. Mình cũng quên rồi. Thì con đường này cũng tương đối là rất là ngắn thôi, cũng không có dài hết đó bạn. Ra tới đây đó là đường Nguyễn Kiệm rồi các bạn. Bên tay phải mình thì có một cái chỗ đại tiệc cưới tại 174 đường Thích Quảng Đức. Và đây là góc ngã ba giữa Thích Quảng Đức và đường Nguyễn Kiệm các bạn. Bên trái của chúng ta đó là một cái cốc mắt rất lớn, cốc mắt Nguyễn Kiệm các bạn. Đây là cái cốc mắt Nguyễn Kiệm. Đây là phải mình có vàng bò né ba ngon nè. Và phía trước của chúng ta đó là ngã năm chuồng chó. Còn bên trái của mình đó là con đường giữa Nguyễn Kiệm và Đặng Văn Sâm. Con đường này cũng mới mở sau này thôi đó bạn. Bên trái mình thì có bán những cái phụ tùng, đồ cũ đó các bạn, đủ đầy đủ món giày dép rồi điện thoại các kiểu, coi như đồ áo cũng có luôn ha.
bên trái mình đó là phường 9 quận Phú Nhuận luôn ha các bạn. Còn bên phải mình đây là phường 4 quận Phú Nhuận. Ủa, gọi dắt chứ. Xin lỗi các bạn. Quận Phú Nhuận. Ủa, phường Phú Nhuận ta. À, và trước đây mặt mình đây là ngã năm chuồng chó. À, từ ngày xưa là người quân Mỹ á, người ta mở cái trại huấn luyện chó nghiệp vụ đó các bạn. Đây là trường trung học Quang Trung Nguyễn Huệ ha. Ở đây thì có một cái nhà máy gọi là Singer của Kiên làm về máy may á. Ồ, đây thì Kiên bán đồ cũ ha các bạn, đồ món á. À, muốn mua món, thích mua món gì cũng có hết. Rồi giờ bây giờ thì mời anh chị mình cùng ngắm lại cái quan cảnh tại ngay nơi chỗ ngã năm chuồng chó hả các bạn. Đây bên trái của chúng ta đó là công viên Gia Định. Này bên trái rẽ đây là đường Phổ Quang, còn bên kia là đường Bạch Đằng, đường Hồng Hà, phía trước nữa đó là đường Bạch Đằng, kia là đường Nguyễn Kiệm, còn bên góc bên này là đường Nguyễn Hải Sơn ha, còn ở đây là đường Phạm Văn Đồng, và phía bên này là đường Phạm Văn Đồng hết các bạn. Bây giờ thì không còn, hình như là không còn ngã năm nữa, theo mình đếm là đây một ngã 2, 3, 4, 5, 6, 7 luôn các bạn ơi. Đây bây giờ trở thành ngã 6 rồi chứ không còn ngã 5 nữa các bạn. Đây vì mở con đường Hồng Hà đó các bạn. Dạ, con đường mà Bạch Đằng nó sẽ đi lên được cái sân bay Tân Sơn Nhất ha các bạn. Còn con đường Phổ Quang thì nó sẽ di chuyển ra được ngay đây chỗ bên góc trái của chúng ta đó là đường Nguyễn Kiệm, cửa của bệnh viện 175 trước á. À, còn đây bên phải mình đây là đường Nguyễn Thái Sơn. Thì bây giờ thì mình sẽ quẹo về con đường Nguyễn Thái Sơn đó các bạn. Chợ Lớn đi Gò Vấp, và số 3 là bến Thành đi Thạnh Lộc đó các bạn. Bên phải mình đây thì có một cái là giáo xứ Mân Côi đó các bạn.
dòng Đa Minh, tu viện Rất Thánh và trường trung học phổ thông Gò Vấp. Kế tiếp đây là cái trường tiểu học Trần Văn Ơn ha các bạn, số 9. Đây là cái quang cảnh của cái bệnh viện quân y 175 của chúng ta đây các bạn. Một bệnh viện rất là lớn ha, rất là khang trang, mình thấy là rất là rộng rãi luôn. Bệnh viện này thì nó mọc từ ở đây mà qua tới bên đường Nguyễn Kiệm đó các bạn, và cũng rất là lớn ha các bạn, hình như là tới đường Phạm Ngũ Lão luôn thì phải, nhưng mà không phải, mình thấy không phải đâu. Tới đây thì mình thấy có những căn nhà nhà dân rồi. Bây giờ thì Hoàng Đức xin mời anh chị cô chú mình đi tiếp nha. Đây thì bán cam sỉ có 17.000 một ký các bạn, cam vắt thì 10.000, bán đủ thứ luôn, cam sổ 10.000 một ký. Đây đang bán cháo trắng thịt bằm là 10.000, bánh mì chả lụa 10, chả cá là 15.000. Đây là ngã ba giữa Nguyễn Thái Sơn và đường Lê Lai ha các bạn. Tới đây thì có một con hẻm là đánh cắt với lại bệnh viện 175 các bạn. Còn bên trái chúng ta đó là đường Phạm Ngũ Lão. Đường Phạm Ngũ Lão thì chỉ một chiều thôi, từ Nguyễn Thái Sơn ra ngay Nguyễn Kiệm với lại Nguyễn Văn Nghi được ha, Nguyễn Oanh đó các bạn. Ở đây thì đèn xanh thì Honda mình vẫn di chuyển bình thường ha các bạn. Bên trái mình đó là cũng phường 3 Gò Vấp luôn. Còn qua đây thì là phường mấy Gò Vấp để mình xem coi. Bên tay trái mình là phường 4 quận Gò Vấp ha các bạn. Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố, Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động thành phố nằm ở đây luôn các bạn. Và đây là ngã tư giữa Nguyễn Văn Nghi và Nguyễn Thái Sơn, thì bên phải mình nó là di chuyển sẽ về sát bên mình đây là chợ Gò Vấp đó các bạn. Chợ Gò Vấp phía trước này thì bán giống bánh kẹo nè, rồi bán dù áo mưa,
đường Nguyễn Văn Nghi, cái khúc từ ở Nguyễn Thái Sơn này trở ra tới đường Phạm Văn Đồng thì mở tương đối mở rộng ha các bạn. Và mình nghĩ là chắc Tết này sẽ xong đó. Đây thì bò quanh lửa không. Đây thì bên phải mình đó là Ủy ban Nhân dân phường 5 quận Gò Vấp. Và bên trái mình đó là phường 7 ha, phường 7 quận Gò Vấp ha. Phường 7 này thì mình thấy hình như là nó di chuyển ra tới được đường hay đi Trần Thị Nghĩa Nguyễn Du á. À, Nguyễn Du á, trời ơi. À, ở bên phải mình thì có quán lẩu đuôi bò cô Thu. À, ở đây thì 150.000 một lẩu ha. Tại đường Nguyễn Thái Sơn này ha các bạn. Nếu như các bạn mà đi dự tiệc cưới ở đây thì chắc cũng biết cái trung tâm tiệc cưới này cũng rất là lớn ha các bạn ha. À, bên đây có quán chè bưởi nè, rồi có quán chè bưởi đủ thứ hết á. Ồ. Còn đây là đường Dương Quảng Hàm. À, một đường thì phải Bình Thạnh, còn một đường thì mình chạy lên được Nguyễn Oanh đó các bạn. Bún bò 546 giò heo bắp bò. À, bên phải mình đây là chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp các bạn. À, và phía trước mình đây là cái bến phà Thạnh Lộc ngày xưa các bạn. À, đây là gì, chùa Như Lai giáo Phật giáo Việt Nam ha, nằm tại đường Nguyễn Thái Sơn quận Gò Vấp các bạn. Trái của mình đó có bình sáng Ngọc Hiền đó các bạn. À, đây là cái phà Thới Lộc, Thạnh Lộc ngày xưa. À, phà gì mình quên rồi, Thạnh Lộc thì phải. À, có nghĩa là từ ở đây bên này là Gò Vấp nhưng mà qua bên kia là quận 12 thì bây giờ làm một cái cầu sắt như thế này để cho người dân đi qua cái sông Vạn Thuật này nó dễ dàng lưu thông hả các bạn. Đó, nhưng mà bây giờ lưu thông dễ dàng rồi thì rất là tiện lợi cho mọi người dân mình đi giao thương giữa quận 12 và trung tâm thành phố ha các bạn. Qua đây là Vườn Lài ha, qua đây là đường Vườn Lài rồi. Và bây giờ thì Hoàng Đức cũng xin kết thúc clip tại đây và chúc anh chị cô chú cũng như là các bạn sức khỏe dồi dào ha, mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống ha.
nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình và để mình có động lực để quay những video tiếp theo cho các bạn xem nha. Và nhớ đăng ký kênh để khi có video mới thì sẽ thông báo cho các bạn xem. Và xin cảm ơn ạ.